nhớ trả hết số rồi hạ đề nghe con. Dạ, con biết rồi ba. Chiếc xe đẹp quá hả con? Dạ, xe Vision của Honda đó chú. Honda thì vừa bền, vừa thao xăng. À, có ăn gì chú làm cho? Con biết ba khi đó đang cần đổi xe cũ, vậy mà vẫn dành điều tốt nhất cho con. Ba! Thôi, lo chuẩn bị đi. Bạn con đã sắp tới rồi đó. Dạ. Dạ, cháu chào bác. À... anh Khoa nè ba. Dạ con mời bác ạ. Con đang làm nghề gì vậy? Dạ con đang làm luận văn tốt nghiệp ạ. Anh đang học thạc sĩ á ba. Ồ. Vậy à. Chiếc đó cũng của Honda đúng không con? Dạ. Quay anh pha đó bác. Vừa bền vừa ít hao xăng. Alo anh nghe vợ. À, chắc trưa nay anh không về ăn cơm vợ được rồi. Tối anh về nha. Ừ. Dạ, cô chú cho con xíu à. Dạ, con gửi cô chú rồi. Cảm ơn anh. Anh biết em bây giờ cần có người bên cạnh, vậy mà vẫn đồng ý cho anh làm tình nguyện viên chống dịch. Vui mà lợi chuyện này á thì không biết bao giờ mới về được tới quê luôn cậu ơi. Tới kịp rồi nè chú, hên quá. Cảm ơn cậu nha, cho tôi phụ một tí tiền xăng. Dạ không, xe con chạy sáng giờ còn nhiều xăng lắm. Cần cầm chút chứ, tôi vui lòng. Dạ thôi, con cảm ơn, con làm tình nguyện viên mà. Bye bye nha. Dạ, dạ, dạ. Chúc mừng anh giỏi nha. Bà biết, hai đứa đặt lợi ích chung lên trên hạnh phúc riêng tư, để những khó khăn này không kéo dài thêm được. Alo. Dạ. Tôi thấu hiểu và trân trọng những hy sinh thầm lặng vẫn đang diễn ra. Dạ, vợ chồng con tặng ba. Tất cả chúng ta ai cũng đang cố gắng vì một ngày mai tươi sáng. Honda sẽ luôn bền bỉ đồng hành cùng người Việt. Honda luôn vì bạn.